2. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Bùa Đồ Dò. Mình Lưu Vi Tào Lao, chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là kèo hẹn Mã Cha So, cao 1m86, quay đốc Bình Kiều, tháp 10 Đồng Tháp, U46, thật sự rất còn gân lực. Đây là cái bàn thứ 81, nếu bẻ bàn nữa thì giải nghệ. Kèo này là Mã Cha So thế cho quyền Hải Phòng nha các bạn. 6m, bỏ 3m trên, cho một cái bàn một cái. Còn bên kia là tài nhỏ và chuối 12m. Đang vô hàng và vô hàng. Mã Cha So có thể đưa anh em gọi sòi vô bờ hay không? Đây là set quyết định. Chúc cho các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Màn hình của GT đẹp quá. Màn hình GT quá đẹp. Tới nhà em cắt cái đó hay vậy? Em đi ra đây em ngồi anh coi. Cứ lãng lãng hoài cái trận vô nó dính vô nó. Các bạn thấy như thế nào? Xem Mã Cha So, ôi cơm. Đây là kèo hẹn Đại Lâm chứng kiến. Mã Cha So sẽ đưa anh em ra đảo 70%. Lại là Mã Cha So tự sát tại Lâm Lạc. 15 điểm tới nha các bạn. 3-1. Lại là chuối. Chuối giót cà phê quá ghê. Pha bóng gì rồi. 4-1. Đây là kèo hẹn nha các bạn. Ói cơm. Sau 2-3 búa, Mã Cha So đạp không bỏ, không chết. Mà cuối cùng chuối và tài nhỏ. Năm một. Thật sự Mã Cha So có thể tê hay là không, bóng thiếu cả mét, Mã Cha So vẫn chiến đấu. Tinh thần Mã Cha So quá cao. 2-5. Thank you Thanh Super, huyền thoại người đặc biệt của bóng chuyền phổi, đã lì xì cho Đại Lâm cái Note 20 Samsung để tác nghiệp cho Mã Cha So. Xin lỗi các bạn, để tác nghiệp cho Khanh Shipper trước khi quay trở lại bóng chuyền phổi nha các bạn. Một lần nữa Đại Lâm xin cảm ơn Khanh Shipper huyền thoại đã tặng cho Đại Lâm cái Note 20 Samsung, quá tuyệt vời. Ngày 28 tháng 3 Khánh Super Tý Châu và Thọ đã tái sức lại sân bóng chuyền xanh phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai. Và chính ngày hôm đó Khánh Super đã lì xì cho Đại Lâm. Chúc cho Khánh Super và cùng gia đình nhỏ của mình, cùng mọi người fan hâm mộ luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha. Quá tuyệt vời cho Mã Cha So. Hiện tại mọi người đang rất mong Khánh Super sẽ trở lại đường đua. Ôi cơm Mã Cha So, một pha giò gà cho tài nhỏ. Sáu năm.
Tỷ số người ta bây giờ đang gác về cho bên tài nhỏ và chuối. Wow. Các bạn thấy tài nhỏ phòng thủ quá tuyệt vời, pha bóng vừa rồi. Các bạn cũng tại sân này. Quá đáng tiếc cho chuối. Một pha tự sát tại Lâm Lạc. Sao đều. Cũng tại sân này. Quyền cầm cái bàn. Cũng tựa tựa sân như thế này. 5m75 và 6m. Và Quyền đã tiễn đưa tài và chuối. Quá dễ dàng. Còn hiện tại bây giờ đây là Mã Cha So như thế nào? U46 cao 1m86, quê đốc Bình Kiều, Tháp 10. Có đưa anh em gọi sòi vào bờ hay là không? Mã Cha So là người quyết định tất cả. Con thuyền đang chờ Mã Cha So. Sao đều. Vậy mới tao mới chạy kia. Các bạn, Mã Cha So lại tự sát. Các bạn thấy như thế nào? Quyền cầm cái bàn, chiều dài thật sự rất ghê. Còn Mã Cha So cầm bàn ngang. Đấy là những đối thủ cầm bàn. Tại sao Đại Lâm đặt Quyền là vua của các loài binh khí? Vì Quyền hầu như chơi tất cả tầng tật. Những loại binh khí Quyền đều thông thạo và hầu như có nhỉnh hơn phần còn lại của anh em. Ma Châu thì cái bàn thật sự rất đẳng cấp, nhưng Quyền là loại vua binh khí của các loại binh khí. Quá hay. Một quả phát bông có thể nói là đẳng cấp của chuối sau khi So bắt bài. Và chuối đã lận một cái lồng trong. Quá tuyệt vời. Chính sau lại là lần thứ hai. Quá may mắn cho Mã Cha So phá bóng vừa rồi. Thể lực cho các bạn. Đây là kèo thể lực. Mã Cha So U46 rồi, thể lực không còn tốt nữa. Như vậy là quá tuyệt vời rồi các bạn. Không phải Mã Cha So dở đâu, mà trước giờ có hay đâu. Bảy trên. Đánh 15 điểm tới các bạn. Vẫn chia đều cho hai đội, chưa có gì. Quá hay. Đúng là tài. Tài đánh thiếu thiếu, rất khó chịu cho hai bên nách nha các bạn. Mời bảy. Chuối nó phát cái đường nó không, còn không biết bài quen chết điện nữa không. Lại là giò gà cho chuối. Kèo này từ lúc ra đi, từ Gò Sò lên Gò Giáp, Đại Lâm đã nhận định rồi. Mã Cha So bất lực, thật sự không như ngoài dự đoán của Đại Lâm. Kèo này thể lực nha các bạn. Lại là chuối đặt cái lồng, quá khó chịu, đáng tiếc bóng bay ra ngoài trong gang tấc. Nhược điểm của Mã Cha So, thật sự tinh thần chiến đấu của Mã Cha So không phải như sang Phan Rang La Làng. Sang Phan Rang tinh thần chiến đấu như Samurai, còn Mã Cha So thường buông xuôi. Tài nhỏ đang đánh chiến thần với Mã Cha So. Một pha phản đòn của tài nhỏ. Quá tuyệt vời pha bóng vừa rồi. Mấy giờ chơi? 12:08 à. Xin lỗi các bạn, nếu không có gì thay đổi, Mã Cha So về nhà bán cám.
cáp kèo và cáp kèo mã cho soi trước khi ở đây đã làm này có thắng một cầu, đường nào đi về la mã đâu. Mười hai tám còn mấy banh không tán được à? Nãy giờ banh con không tán thục thục lên không như chị Ki. Cũng được vậy, thục bổng này nó sao? 9-12. Mấy banh nó ngoè xuống ngoè này khó chịu ghê, máy nó so mà. Đúng không? Không bị thục bổng lên. Ngoè là được rồi chứ sao bờ. Quá hay cho tài nhỏ. Một cú bẻ quá hay. Mười ba chân bất lực pha bóng vừa rồi của tài nhỏ với những cú đập của Mã Cho So quá khó chịu. Trên bóng chìa phổi của tất cả nước Việt Nam chúng ta về các loại binh khí, Mã Cho So đứng trong hàng thứ tư trở lại 1, 2, 3, 4 của nước Việt Nam các bạn. Rất đẳng cấp. Mã Cho So thiếu cảm giác phòng bóng gì rồi. Mời bốn mời. Lại là tài nhỏ cú bẻ quá hay. Kết thúc chương trình, đài truyền hình đến lên hết, xin chúc mừng tài nhỏ và chuối vào bờ quá an toàn. 15-10. Các bạn thấy hay nhớ share và le và share. Cảm ơn các bạn rất nhiều.